Hiệp Hòa. Tiến Tin, vẫn là Tiến Tin, sút ngay không vào. Tình huống chuyền bóng ngang sân đầy nguy hiểm đến từ đội bóng Phong Lưu. Và người đá được bóng thành công dường như đó là cái tên Hiếu Công. Sau đó Hiếu Công thực hiện đường chuyền tốt dành cho người đồng đội của mình, đó là cái tên Tiến Tin. Ngày hôm nay thì Tùng Lâm sẽ có cuộc đối đầu với cầu thủ đội chín bên phía Phong Lưu, đó là cái tên Quang Vũ. Rất nguy hiểm, Long AK và bóng lộn xộn ngay trước cầu môn cung thành của thủ môn Quốc Hậu. Ngoài sân ngày nay thì còn chỉ có được 3 điểm. Dứt điểm ngay như vậy, tỷ số là 1-0. Không ai theo kèm Trường Cười và anh lập tức đã tung ra một pha dứt điểm cận thành. Hàng phòng ngự của đội bóng Ngọc Hiến đã để lộ ra những sơ hở chết người. Đúng là khi thiếu đi cái tên Thành Lơ, dường như họ đang thiếu đi một người chỉ lĩnh, một người thủ lĩnh thực sự. Pha bóng mà cái tên Trường Cười đã đứng im. Và rồi anh đưa ra một pha diễm cận chân. Bóng đi quá khó khiến cho thầy Quốc Hậu phải bó tay. 1-0 ngay từ vòng đấu 1-8. Đường chuyền khá nguy hiểm. Pha bàn bật phù hợp đến từ tình huống đá phạt của Phù Lưu vẫn luôn tạo ra những pha bóng chết cười. Và vừa rồi tiếp tục người diễm là cái tên Trường Cười. Họ chính là nhà đương kim vô địch nhưng đúng là thiếu đi cái tên Thành Đơ. Rất nguy hiểm, một pha nắc đầu đến từ cái tên Duy Chính. Nhưng đáng tiếc, quả bóng mà Trung Lê đã bao người không bóng, đoạt bóng thành công. Đây là thời cơ, qua người rồi, không vào. Một pha diệp góc gần đến từ cái tên Quang Vũ và thủ thành Quốc Hậu vẫn là người chơi xuất sắc hơn cả. Anh không truyền dành cho Đông Ba, nhưng rõ ràng trong tình huống rồi, pha dứt điểm của cái tên Trung Lê. Long AK vẫn là tài năng của thủ môn Quốc Hậu, một pha đánh gục tuyệt vời của Long AK. Chỉ có những đầu ngón tay của cái tên Quốc Hậu mới có thể cứu thua trong tiếng vừa rồi mà thôi. Trước đó là một tình huống đánh đầu của tên Quang Vũ và vừa bóng vẫn còn trong cuộc. Đây rồi, không vào. Tình huống phá bóng đến từ cái tên Trung Lê ngập tức. Bóng vẫn thẳng vào vị trí mà cái tên Quang Vũ đang hiện hữu. Nhưng rất may đó là pha đánh đầu không trúng đích. Dứt điểm ngay, không vào. Trung Lê có một tình huống che chắn nhưng không có hiệu quả và vừa rồi Quang Vũ đã thoát đi. Chỉ là một bàn thôi. Tùng Lâm, đường căng ngang, không vào. Dứt điểm tiếp tục vẫn chưa được. Đã có những tín hiệu tích cực mà Ngọc Hiến mang tới những phút thi đấu cuối trận này. Và vừa rồi đó là pha dứt điểm đến từ cái tên Tùng Lâm. Sau đó là Tiến Tin và ngay cả cái tên Vinh Quang cũng đã đưa ra một pha dứt điểm. Hồng đang có bóng. Duy Chính. Đây rồi, thời cơ. Đó là cú dứt điểm đến từ cái tên Khang Sino. Rất đáng tiếc, không phải đúng hơn là Trường Cười là người đã dứt điểm. Pha bắt bóng không thực sự chuẩn xác của cầu. Mở bóng rất thông minh của Long AK, ơi không được. Dứt điểm ngay, không vào. Bóng đá từ bên cột dọc cung thành của cái tên Quốc Hậu. Trọng tài thay người. Phạt bóng trực tiếp ăn điểm vào lưới của Ngô Xá trong trận đấu vòng bảng. Tùng Lâm sút ra. Lần này khoảng cách cung thành là gần hơn. Trong một tiếng dứt điểm bóng đi xa sạt của đội nhưng đáng tiếc nó vẫn chưa chuẩn xác để mang về bàn thắng Cộng Hòa 1-0. Đánh đầu không vào. Vẫn quá khó. Hiếu cơ không vào. Khi đã đánh bại được thủ thành Công Tùng thì cầu dọc là người đã trực tiếp cứu thua cho bóng Phù Lưu. Sau pha điểm đến từ cái tên Hiếu Công, những khán giả của Phù Lưu đã có một tình huống thoát tim. Sẽ chỉ là một tình huống phạt góc dành cho Công Hiến mà thôi. Vẫn chưa được. Cơ hội không vào. Vẫn không được. Bóng đá chạm thẳng vào mặt của cầu thủ bên phía bóng Phù Lưu, đó chính là cái tên Duy Chính. Sau pha diễm của Tiến Tin. Cơ hội không vào.
Giả như đó là một tình huống di động ban đầu thì nó sẽ mang về một cơ hội nỡ đơn. Bóng đi đập đất, Trường Cười đã có pha diễn bằng chân. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.